Ngọc Anh đâu rồi ta? Ngọc Anh đâu rồi cả? Ha. Ngọc Anh trốn đâu rồi ta? Ha, Ngọc Anh trốn rồi nè hả? Đó, nó phải cho bắt trốn rồi đó các bạn. Ngọc Anh đâu rồi ta? Ngọc Anh đâu rồi cả? Ngọc Anh đâu rồi? Ha. Ngọc Anh trốn đây hả? Thấy rồi. Ơi. Quậy quá. Ha, thấy Ngọc Anh rồi. Máy bay hả? À, nghe tiếng máy bay bay trên bầu trời các bạn. À, các bạn thấy máy bay không? Ừ, máy bay đó. Máy bay đó. Máy bay đó, bay đó. Bye bye. Go home hả? Rồi anh muốn về hay vậy? Rồi bye bye rồi, máy bay mất tiêu rồi. Rồi anh muốn về không? Mát quá, nó mưa thì trời nó không chịu về các bạn. Dụ nó đây là để chơi cho mẹ nó nhà làm công việc nấu nướng ăn uống. Bên đây ngày mai là lễ đó các bạn, lễ Việt Nam kêu mình, Việt Nam mình gọi là lễ thương binh liệt sĩ vậy đó. Tiệm ngày mai đâu ta đóng cửa hết à, bởi ở đây nhà ta bữa nay ta làm tiệc tùng nhiều lắm. À, Ngọc Anh đâu rồi ta? Ha. Ha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngọc Anh trốn đâu ta? Ngọc Anh ơi. Ngọc Anh à, Ngọc Anh trốn đâu cả? Không thấy Ngọc Anh nha. Ngọc Anh đâu rồi? Ha. Đi đàng hoàng té nghe con. Vô. Sao dục vậy? Gì hả? Hả? Bị gì vậy? Mất ỉa hả? Bị gì vậy? Ngọc Anh đâu rồi? Này trời mát quá, đi chơi không chịu về luôn nè mọi người ơi. Ngọc Anh chạy đi chơi không chịu về luôn à. Sân cỏ rộng thênh thang mặc sức mà đi một quậy. Ha. Ở Mỹ này các bạn thấy không, chỗ nào nó cũng có tại lên thóp chị con. Ừ. Sao? Mất ỉa à? Ỉa không? Ỉa không? Ừ. Ngọc Anh lại bó gác đi. Yêu đó. Ê, ê, ê. No, no. Ngọc Anh. Nước dơ đó.
đứng dọc con giờ đó. Về chưa Ngọc Anh, về chưa, về chưa? Rồi bóp cái ca hư ca luôn rồi. Ê, yêu yêu đó. No 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 nè, dơ nè, nước không dơ ẹ đó. Đi đi Ngọc Anh, chạy đi, đi chỗ khác, chừng té nghe không. Leo đó luôn hả? Leo không? Ngọc Anh leo không? Ờ, gan vậy? Sao dám gan leo vậy? Chừng té nha con. Chừng té nha không? Yêu, yêu. No, 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 no. Yêu đó, dơ đó, ẹ đó, trời ơi. Cái gì à, cái gì à? Kiến, kiến, yêu, yêu. Sập, té, té. Người thấy Ngọc Anh nó quậy không? Chơi chị chạy chơi qua không chịu về. Ở đây mình đi làm với các bạn. Một tuần mình gần gũi con mình cũng ít lắm. Làm 5 ngày, 6 ngày. Bởi khi ở đây mình cái thời gian rảnh rỗi mình rất quý các bạn. Chơi đùa với con mình chút xíu. Tại vì cái cuộc sống nó làm cho mình bận rộn lắm. Ở đây nó không phải giống Việt Nam mình. Ơi đụng đầu con. Đó các bạn thấy không, giờ này con nít nó lợi rồi đó, chơi đó các bạn. Thấy đằng này rậu đông lên rồi đó. Nãy con mình với mình lại sớm, giờ này nít lại đông rồi đó. Mấy đứa lớn này nó leo lên cầu trượt, nó trượt. Có sao không con? Trời ơi, nằm luôn á hả? Trời ơi, chịu chơi vậy, nằm trên cỏ ngứa lưng thấy cha mày mới tắm. Mới tắm mày á, chắc về tắm nữa quá, nằm cỏ luôn. Đây các bạn thấy không? Hai đứa nó lớn lên xích đu trời. Nó lên cầu trượt rồi. Vui. Con mình nhỏ, mà nhỏ nó ham vui lắm. Chắc chút chắc về rất khóc quá. Mệt chưa? Ngọc Anh mệt chưa? Ẹ yêu đó, dục đi. Cái cây đó. Thôi, cây mình lấy gì? Đây ba. Lụm gác, lụm gì cũng được. Yêu đó, dơ nằm. Trời ơi, cái tướng này nằm sang dữ trời. Hả? Tướng nào mà nằm sang dữ hả? Hả? Nói các bạn thôi. Hai đứa gái thấy cưng. Mỹ này được cái nít ở đây đầy đủ lắm các bạn. Dù người giàu hay nghèo như nhau. Chứ nó không có phải ở Việt Nam mình. Ở đây nghèo thì có chính phủ lo. Chính phủ giúp đỡ các bạn. Ở đây các bạn thấy không? Đó. Chính quyền địa phương đây người ta làm mấy cái này cho nít lại chơi. Đâu có tốn tiền, tốn bạc gì đâu. Giờ ở Việt Nam mình chắc con đi chơi cũng phải tốn tiền. Đó,
lại mấy trò chơi này kia cũng tốt. Mấy đứa nghèo ở quê đâu có điều kiện đâu mà ra thành thị chơi. Còn Mỹ này hả, mỗi chỗ ở các bạn vòng vòng xa xa nó có một cái lắm vậy. Nó để cho nó tới chơi. Té nghe con leo đâu được. Trời gan hả? Bạn thấy con mình gan không? Mới bị lớn rồi, mới 2 tuổi mà gan đồ leo núi nè. Đó, xuống được không? Xuống được không? Tự bơi đi. Ôi, Ngọc Anh giỏi ta, hay ta. Đó, gan. Không sợ. Trời, leo. Leo hồi té thấy cha quá. Gan, đồ leo núi. Các bạn thấy mấy đứa lớn là nó vô cầu trượt đổ leo cho nó chơi. Leo. Leo được không? Đổi hướng hả? Leo đó không được lại đây hả? Đổi hướng coi, hướng này thấp nè. Mấy đứa lớn leo có chơi các bạn. Không có dám đi không? Okay. Ngọc Anh ơi, Ngọc Anh à, bụi đời luôn rồi. Thôi không có lại đó, té nha, trượt nha. No. Xích ra. No. Leo núi càng lắm, khổ leo đây. Cái tay vịn ở trên, cái tay con vịn trên nè. Gàng nó không sợ gì chứ. Đó, té đó. Tụt, đưa lên. Lên đi. Leo lên rồi đi. Giờ đó yêu đó nước không đó. Trời ơi. Nước không đứa con? Ước nâu. No. Bên này nè. Cuối cùng cũng về tới nhà. Quậy quá cả nhà ơi. Quậy quá mọi người ơi. Ngọc Anh quậy quá. Đang chơi không chịu về luôn. Thôi con không có điện đó đâu. Thôi dơ lắm, dơ ẹ ẹ, thôi đi đẳng đi. No, Ngọc Anh. Dơ. Quậy quá, quậy. Tệ à.